Hello nha, mọi người. Thì hôm nay anh em tôi sẽ dẫn các bạn đến một cái địa điểm gọi là một cái vực nước phải nói là linh thiêng và sâu nhất cũng như là nguy hiểm nhất ở ở đây. Ở đây người ta gọi là ao ông ao bà nha anh em. Nghe cũng khiếp, nghe cái tên là cũng thấy kinh dị rồi. Đúng không? Nghe tên ao ông ao bà cũng thấy kinh dị rồi. Thì hôm nay anh em tôi gồm mà tôi là Bảo đấy và Thuận nhanh không Thuận đang làm công tác chuẩn bị cơ bản là trước khi đi là có nhờ sự trợ giúp của một số anh em khác cũng như là thổ địa ở đây, nhưng mà họ đều từ chối sự giúp đỡ anh em tôi, họ đều từ chối và tôi cũng không hiểu lý do gì mà từ chối, chắc là lý do khách quan nào đó đúng không. Bảo ở đây rất nguy hiểm và nếu mà có những gì xảy ra thì họ sẽ bị liên đới trách nhiệm anh em ạ. À. Thôi ok, nếu như mà không. Đấy ạ, đấy ạ. Vãi đái. Trong hành trình lần này anh em chúng tôi đi chỉ biết đi và đi, bởi vì thực tế anh em tôi đã không biết đường, thì theo cái bản năng sinh tồn cũng như là cái bản năng kinh nghiệm của mình lâu ngày mà mình đã tìm được một cái con suối và vượt qua được một cái thử thách đầu tiên, đó là vượt qua được cánh rừng núi và xuống được tìm thấy được nguồn nước. Và thử thách thứ hai đặt ra là tôi phải làm thế nào để tìm được cái khu vực gọi là ao ong ao bà, cái vị trí mà chúng tôi muốn đến. Bởi vì thực tế mà nói anh em tôi lần đầu tiên đặt chân đến đây không có thông tin gì cụ thể, và xin lỗi là đi ngược suối hay là đi xuôi theo dòng suối, và sau một hồi bàn tính thì anh em chúng tôi đã quyết định đi ngược dòng suối, thì hy vọng sẽ tìm được cái khu vực ao ông ao bà như truyền thuyết kể lại. Tôi đi khá là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy được cái vị trí nước ao bà mà mình mong muốn này nha. Tiếp tục đi ngược lên phía trên thử. Đấy. Càng đi lên, anh em tôi lại càng thấy đường đi, địa hình càng hiểm trở. Hiểm trở một phần, nó đẹp một phần. Và phải thừa nhận là nó rất hùng vĩ mọi người. Một cảnh tượng hùng vĩ. Và sắp đến nơi mà mọi người đang trông ngóng thì cũng cảnh tượng đặc biệt cực kỳ xảy ra khiến chúng tôi tất cả đều ngạc nhiên. Hả? Đồ ở đây mà mùi của nước cháy y bài luôn đây. Đẹp không? Mày khác gì rồi, mày Đà Nẵng, Đà Lạt gì đây đúng không? Lên đây du lịch thôi chứ. Mẹ cái cây này, cây thì đẹp rồi, cây có cây rồi. Cây hình gì đây? Thác khá chơi hùng vĩ. Em mùa nước cạn, em mùa nước này phải nói là khá đẹp. Và để tiếp thêm năng lượng để anh em chúng tôi sẽ vượt được con thác cạn này, thì chúng tôi đã tiến hành bồi bổ sức khỏe bằng những hộp sữa đi lắc. Đấy, hello mọi người, thì Thuận sẽ bây giờ uống gấp đôi canxi và uống gấp đôi sức thông minh, và Thuận sẽ thử thách trong vòng 30 giây để từ đây lên được cái đỉnh đỉnh thác trên kia. Đấy, để xem Thuận Thuận có làm được không nha anh em. Anh em hãy hả? Khó hả? Khó phải chịu khó. Ok. Anh em hãy cổ vũ cho Thuận nha. Yeah. Từ nào. Rồi ok. Thuận không lợi lệnh hiệu lệnh xuất phát Thuận Thuận. 5 giây. Wow. Wow. 11 giây. Bạn này hãy chứng tỏ tài leo núi của mình. Sao? Trong lúc thử leo lên cái thác cạn này thì tình cờ thằng em tôi nó phát hiện được một cái vực nước. Mà không ngờ ở giữa lưng chừng thác lại có một cái vực nước. Theo lời truyền đạt lại
khá là sâu, nước sâu xanh thăm thẳm. Và anh em tôi khá chi là hào hứng, bởi vì có khả năng đấy chính là cái khu vực ao, ao ông, ao bà mà chúng tôi đang tìm kiếm. Và sau đó chúng tôi tiến hành hành trang để lên được, để chứng kiến tận cảnh, xem thử chính xác như vậy không. Và cuối cùng anh em chúng tôi đã phát hiện được một cái ao nước, phải nói là nước xanh ngắt, chứng tỏ điều rất là sâu, và đúng theo như mô tả thì đây chính xác là ao bà trong truyền thuyết mà anh em tôi đang đi kiếm. Đấy, và có rất nhiều điều được kể lại rằng có rất nhiều tâm linh ở đây, có những người đã hy sinh ở đây, một lần xuống mà không bao giờ trở lên lại được nữa. Đấy, không biết thực hư như thế nào mà người ta đồn rằng cái ao này là có ma ám. Đấy, và để xem thử cái mức độ nguy hiểm cũng như là cái tâm linh, vấn đề tâm linh gì ở đây không, thì tôi tiến hành đi quanh một vòng, và sau đó tôi dùng hết sức can đảm của mình để xuống bơi một vòng ở đây xem có hiện tượng gì xảy ra không nha mọi người. Để kiểm tra độ sâu ở đây thì thằng em tôi nó dùng một cây sào có sẵn ở đây. Tôi ước tính cái sào này khoảng tầm 7 mét, 6 đến 7 mét. Và như các bạn thấy đấy, độ sâu của nó phải cực kỳ kinh khủng. Sau nhiều giờ anh em tôi đi đường rừng và cũng như trèo đèo lội suối thì đã phát hiện được một cái ao nước rộng đến này chắc tầm 150 mét vuông này nhỉ, khoảng 150 mét vuông hả. Nhìn nước rất là trong sạch đấy, và nếu như mà người ta đồn rằng ở đây là ao ông bà thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều huyền bí ở dưới cái lòng ao này. Rồi, mẹ tạo hóa, mẹ thiên nhiên đã ban trong một cái vẻ đẹp huyền bí, hoang sơ, không kém phần nguy hiểm và thách thức những lòng can đảm của con người. Thì tôi sẽ review cho các bạn thấy một vòng vẻ đẹp của nó, cũng như độ nguy hiểm của nó, vách đá dựng đứng anh em. Đấy, sau đó chúng tôi sẽ thử lòng can đảm của mình để nhảy xuống hóa xem có điều gì khác lạ không so với những cái ao hồ bình thường tôi vẫn hay tắm hàng ngày anh em. Cái gì? Lỗ hả? Với độ cao vách cao nhất khoảng tầm 25 đến 30 mét. Đấy, vách núi dựng đứng. Dựng đứng 90 độ nha anh em. Đấy, đứng 90 độ. Còn phần bên phần suối chảy này thì có chỗ khoảng hơn 1 mét. Đây là mùa nước cạn, mùa nước tháng 7, nước cực kỳ cạn. Đấy. Cạn cực kỳ. Nước rất là xanh. Và thằng em tôi sẽ thử lấy cây để đo được cái dòng nước, mực nước ở đây sâu khoảng bao nhiêu. Lấy cây đo thử em. Lại chỗ đây đo thử này. Lấy cây chỗ báo kìa. Ui, đúng chưa? Shit. Cây đấy bao nhiêu mét? Mày một mắt đếm 1 mét rồi 2 mét. 2 mét này. Cứ đếm một lần đấy. 3 mét này. 4 mét này. 5 mét. 6 mét. 6 mét là dưới này phải chỗ đấy đo phải 5 mét. Nhưng mà chỗ đấy 5 mét là ở giữa kia phải hơn. Hả? Mới chứ không mới gì. ở đây không biết có con đấy, không biết ở dưới đấy chắc anh nghĩ ở dưới đấy có cái lòng chảo.
lòng cháo vào này, nước nó sói vô kia xong nó cuộn vào đây, thấy không, là chỗ đấy nó mòn cái lòng cháo vô. Trên kia có cái ao không? Trên kia bằng hả? Và đây có một cái lỗ tạm thời gọi là cái khe, mà tôi không biết ở đây gọi là ao hay ao bà đấy. Đấy. Và trước màn ảnh của quý vị đây là một góc quay khác của cái ao mà tôi nghĩ đây là ao bà, còn ao ông chúng tôi đã tìm được phía trên. Và lát nữa sau khi test độ sâu đấy cũng như bơi một vòng ở đây thì anh em chúng tôi sẽ lên trên để thử cái độ sâu của cái ao ông như thế nào. Thì các bạn đừng có đi đâu xa nhá. Trên kia mình thử nữa. Anh ra hết. Đánh tóc. Tìm biết bơi nhưng em cũng không dám. Bây giờ tôi sẽ thử xuống một lần nữa và bơi xung quanh cái vòng hồ này có thử cảm giác như này nha mọi người. Ok. Thôi, tay được không ạ? Chui vô chui ra không được á. Vô trong hít không khí nó mập ra nghe. Đây là một con thủy quái khổng lồ. Siêu to khổng lồ.
hàng này. Hơi tối. Có vẻ nước cạn, đừng vô vào. Em từ bên trong này có gì? Xin lỗi mọi người, thì cũng không hiểu lý do tại sao là lúc tôi mang máy quay qua cái hầm này thì tiếng bị nhiễu loạn. Quay từ đầu đến cuối vẫn bình thường không sao, nhưng mà đến đây thì tiếng nó bị hỗn loạn, lúc được lúc không anh em ạ. Sau khi tôi đã thử và bây giờ tôi tiến hành lên cái ao trên nha nha. Đấy, ao trên có vẻ nhỏ hơn và sâu hơn và cũng là nguy hiểm hơn. Tôi đang tin lên khu ao trên. Ao trên cách ao dưới khoảng 200 mét, 150-200 mét. Thì ở dưới ao thì đúng rồi, bởi vì nó rộng. Ở trên thì tôi nghĩ không thể gọi là cái ao bởi vì thế này nhỏ bé lắm, còn gọi là cái giếng là đúng không, cái giếng từ thiên nhiên đó mọi người. Đây, và đến rồi đây. Đấy, đá ngược đá quá là tuyệt vời, quá là đẹp. Nói luôn với các bạn là trước mặt các bạn đây là cái ao mà tôi xác nhận đó là ao ông, mà ở đây đã có người hy sinh chết. Nghe bảo chết đâu nhiều người nhưng mà tôi không biết, tôi chỉ nghe kể lại là có một anh đi chơi ở đây và không biết tại sao đang ngồi trên mà té xuống đấy, và mọi người thân tìm không thấy xác, phải nhờ đến các người có chuyên môn về bơi lặn, sử dụng các dụng cụ hỗ trợ. Sau 2 ngày mới tìm thấy và vớt được xác của người này lên. Và trong quá trình 2 ngày này, xác người này đã dần dần bị cá và ốc đã ăn rỉa bớt một số phần da thịt. Đấy, mà tôi chỉ được nghe kể lại đây. Và người ta bảo cái ao ông này rất là thiêng và có vấn đề tâm linh rất là thiêng, bởi vì mức độ nguy hiểm và độ sâu của nó. Mọi người thì thấy ở đây nước khá chi là xanh trong và sâu, chắc chắn là sâu bởi vì cây này, cây dài 7 mét mà đút không hết. Và đây Thuận sẽ thử tìm thử. Nhà này chọt gì chọt lẹ đâu đi dìa nè. Ui, phóng xuống cây tự đưa lên. Ui. Ui. Đù, con thủy quái dữ nó trẻ cây mà kìa. Thấy không? Phóng cái cây xuống này. Đây là hồ hoàn cây. Không phải, con trẻ cây mà. Ấy, đi về. Thôi xong rồi. Xuống hả? 15 phút tôi thăm dò kiểm tra độ sâu và suy tính và bàn những phương án, thì cuối cùng tôi đã quyết định mạo hiểm thử xuống đó, xuống lòng sông, xin lỗi là xuống cái
cái ao đó có thử có hiện tượng gì xảy ra hay không. Và nhớ mà có hiện tượng gì xảy ra thì xem như chúng tôi heo. Và thật ra không còn đi ba mà về hai chẳng hạn. Có khi là đi ba không về anh nào. Bây giờ chúng tôi chỉ tiến hành buộc cục đá và buộc vào chân của anh Nghĩa, và anh Nghĩa sẽ nhảy xuống. Thử thách lần này là tháo cục đá ra khỏi chân để nổi lên. Không, anh ta đã đổi ý định và ném cục đá xuống và kéo dây theo. Ui, đâu cục đá, đâu cục đá đã... Theo như trước mặt mọi người có thể thấy thì cái giếng này, cái ao này cơ bản là trên miệng rất bé. Đấy, khoảng 15 mét vuông, bé thôi nhưng mà nhìn nước rất là trong xanh, xanh biếc, xanh màu xanh, màu xanh gọi là bí ẩn, bí hiểm. Và ở bên dưới thì cũng nghe nói lại rằng là ở bên dưới là nó mở rộng, nói chung là tạo thành một cái bầu. Ở trên thì bé nhưng mà ở dưới rất là rộng. Chính vì thế mà có những người xuống đây và không bao giờ lên được, bởi vì mắc kẹt trong những cái gạch đá. Và để chính xác hơn nữa thì chúng tôi quăng những hòn đá xuống để đo độ sâu cũng như là tạo cái sợi dây bảo hộ. Nói chung thì cũng phải đảm bảo được cái yếu tố an toàn, an toàn nhất có thể. Và sau khi làm một công tác chuẩn bị cũng như là test thử thì tôi quyết định xuống xem thử cái có cái gì đó không. Và một yếu tố nữa là tự nhiên lên đây cảm thấy da gà nổi lên, và anh em tôi cười nói vậy chứ trong bên trong mỗi con người đều cảm thấy lo lắng và có nỗi sợ hãi. Vợ chờ con trong nhá, phải gọi là vợ chờ. Rồi kéo ném xuống. Phải công nhận một điều là cái nước ở đây rất là trong. Mình lặn xuống, mình nhảy xuống tầm hơn 3 mét mà có thể thấy được mình. Đây, như các bạn thể thấy nước ở đây rất là trong, trong và mát. Mát gọi là mát lạnh luôn chứ không phải là mát bình thường nữa nha anh em. Thank you.
Được rồi, khám phá như vậy được rồi. À, chúng tôi xin chấm dứt cái bài khám phá này vào ngay lúc này, bởi vì thời tiết bây giờ là khá tối rồi, chúng tôi cần phải về để tu dưỡng sức khỏe và sức mạnh của mình để thực hiện các chuyến đi thử thách tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đi mời quý vị và các bạn đón xem phần tiếp theo. Anh bắt đầu của chúng tôi vào ngày không biết nữa, thì khi nào tôi làm thì các bạn nhớ nhé. Đi vượt sông hay hồ gì của thằng Thuận nữa này. Dạ. Vượt sông thì còn gì đấy. Ôi ôi ôi. Hên không thấy. Đang quay phía trên. Một phát hai like. Đây là đồng mơ rượu này. Đây là cái tội đồng mơ phiền bán không? Đồng đội. Chút nữa đây cũng là cái tội mày vẽ đồng đội không này, mày chụp máy quay quay liền chứ không có, nãy là đang quay phía trên đang nói cái tí bất ngờ quá mày không sơn đông em thì bây giờ đúng rồi ạ. Các bạn muốn quẹt sơn tùng em chưa gãy tay đâu mà khoảng thời gian này em tôi khám phá những cái đầm ở đây, những cái đầm và những cái ao nước ở đây phải nói là thực sự là nó nguy hiểm. Nhưng mà để mà nói nó không bao gồm những cái chết, những sự mất tích bí ẩn ở đây thì ta không đánh giá được. Cũng, theo mình nghĩ là cũng không phải là ông bà hay là bị đày đọa gì cả. Yếu tố tâm linh ở đây mình nghĩ là mình nên gạt qua một bên. Đấy, không phải là không có nhưng mà mình nghĩ nên gạt qua một bên, bởi vì những sự mất tích ở đây cũng như là một sự gọi là hy sinh ở đây, có người mất ở đây thì mình xin lỗi sợ động chạm, nhưng mà bởi vì họ đến đây họ chơi, họ nhậu nhẹt, một phần nào đó là có thể họ bị tung gió chẳng hạn đấy, và họ té xuống đây. Và lưu ý với các bạn là ở đây, ở trên thì nó bé thế thôi. Đấy, ở trên thì nó bé thế thôi, nhưng mà bên dưới nó bầu ra như hình cái bầu này mọi người ạ. Hang nó bầu, nước cực kỳ lạnh và cực kỳ trong. Mình ở đây mình cũng khoảng 2 mét nước mà vẫn đang còn thấy rõ người, mà hơn 2 mét là ở đây mình có một cái số luồng nước, ở đây có một số luồng nước nó tấp vào bờ ấy. Những người mà xuống đây họ bị chết đây, họ không tìm thấy được xác thì họ bị nước tấp vào xung quanh cái bờ đá rồi bị mắc kẹt ở đó. Đấy, và những thợ lặn phải dùng những cái chuyên môn, những cái nghiệp vụ họ lặn xuống họ thấy. Chứ còn thực tế mình nói mình không có đồ đạc gì cả, không có đồ bảo hộ gì, mình xuống đây mình cũng không thể nào mà mình tìm hiểu hay là mình cho các bạn quan sát được hết những cái điều ở đây. Mình đến đây mình thử thách, mình khám phá và mình tìm ra cái điều bí ẩn mà những người dân đã từng đồn đại mà thôi. Thì bây giờ trời đã xế tối rồi, bây giờ mình phải về, mình để xe cách đây khá là xa. Nếu như mà mình về không kịp thì có lẽ tối thôi. Đấy, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Đấy, và mình sẽ gửi đến các bạn những cái địa điểm mới và những điều thú vị và bí ẩn nhiều hơn nữa cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.